Hey you guys, welcome back to the channel. Moon to the sun. Hey, yeah, ngày nay dương mau even mùi đây ở lôi canteen ở hàng nhà chung mua hàng nhà chung mua hàng nơi tôi cốt nhưng mà đơn tại chung mua hàng nơi lại nhà tới chụp. Tôi nào vậy? Ok, ok, lấy dương ba mà đo nâng thấy dương mẹ mà đo mạnh tế cứ dương mà đo mà stu chiên ấy. Tại dương tâm thơ video ở lời. Yeah, dương tâm thơ video ở lời. Ở video muốn miên là vì lâu ngày video ní, vì lâu có cho vốn à con đi mau vậy. Dương ban khơi nhờ phụ con nè, content creator, xin xe có ba mọi trở đây là nắng đùi chỉ con môi bông nơi khỏi khăn ông con ní. Đi mùi tiết. Con ơi hổ ban kia phẻm nè thở ấy, hay kia nhóm miền muối tí, hay nè thon muối, hay mùi khỏi tiết buôn, rùm hay mùi tiết, rùm hay máu ta. Ủa mấy con máu dưới chừng kê hay nhóm ở vô à sport năng môn kia đồng bây ở vô phu đấy nhưng mà đấng ấy nè. Vẫn là lấy dương ban mà đó là hay dương ban sport năng muối, hay dương ban kia phẻm nẹo rồi vậy. Ok lấy tờ hộp rùm hay mình. Nè nè mau dư trình kê. Khi nhóm phẻm nè miên tầm nè đang dư trình kê nhóm xua thay bằng dư. What do you mean? Lè sai bằng mày tiết á. What do you mean? You know the way? Do you know the way? Rồi nè, chứ là ôi, chứ canh ngâm rãi em tính mau. Hello, bác khách bác thứ mày xin em lên lên xí nha. Lên subscribe không? Đi nạc kè. Nạc kè. Mình nạc xua tiết. Hello. Nè dương ban ở sport này mỗi khi nè dương bên phía nẹ mạnh nắng hay là lấy nhau mà đang tham sport nó kêu thưa ấy vừa to thế đấy chầm mơ bờ sân chỉ dương thưa ấy thon tết chầm dương thon to thế này ê chầm lom lên đây chầm lom lên đây mấy dương ban nẹ thế đấy để qua tầm máu cứ nè bro ok ok nhưng mày đang expect thay con mà lấy con bật đó lên mà bà ai mày tiếc con miên thêm nữa con miên thêm gì miên thêm ấy tổng ca là xong cho thêm muôn thu được sàn thôi chưa không ngay cái tao mui nhưng châu ở đấy đâu cho bán à bán nhẹ cái gì mà nhẹ châu phèm nhẹ mà thêm phèm nhẹ phèm nhẹ mà đi mui rồi thay mà chụp ai đỡ vui ai cho đi trồng dạ ngô giờ chúng ta vào ngày đang vui mà chúng ta vào ngày đang về rồi tới sự bài mình đang đại ban trồng mà ta bắt trong thằng ban mau đi giờ sao sao mấy được cuộc tranh được cuộc ban tranh đi chứ ơi bây giờ chúng ta thằng ban sự bài final ngày đang là ban mau đây tranh ba ba đây nào đây về rồi tới cái lò đây mình sẽ tranh trong ban mau lên sự bài có đi chẳng đó rồi tới sao anh đây luôn chết đây luôn chết lên rú là tức này quất lên căn để lò tới cả bánh cả bánh làm nên con ăn chay đi con ăn nên chay đi chay bánh bánh đi ai chay ai cái carry ai à bên kia dân mau chờ mình đã đôi nào thấy bạn thơ dân mơ chung mình mơ chung mình cái đây thơ dân cứ chờ mình đã này ở quân kia dân là bán cho room hay sản phẩm thai dân là chi dân thuê event cho lại bán chờ là bay sạp chụp cái này là khỏi tiền lực đăng biên là khỏi cầm biên tiền này ok học con ok chừng nào mà rom rồi ngày nâng mía rom mày chạy ngày nâng mía rom đã giặt mà giặt á tôm tim bùa nên này giặt ngày nâng mía rom đã sọt cao ok đây giờ ở đây giờ tôi đã sờ bài đang tôi sờ bài mà nó chụp cái lôi bòi lôi bò bò gì sao chích chút mà là tư tư ok ok lấy giờ mới chụp pro ít chắc ok lấy dương ở đơn thay dương thời tinh nhây nhâm được một phần thế là lấy dương ban su qua là lấy su pro phát còn nhắm nhóm ở phát ok phát phát còn nhắm phát ở xưa nhóm lần này phát còn nhắm phát ok ta phát còn nhắm phát ok ta lấy dương phát còn nhắm phát hay nhắm điện ơ thế chắc là ơ thằng nhâm chín nôm hả nhâm chín nôm chín nôm chín nôm tập bất mấy nha nhóm mặt đăng nhóm xe mai đã sử bột môi nâng dương tinh ban phẻm cả lại tập bất kia ban mà sử bột nó dương tinh ban phẻm một ngày ép phẻm một ngày nâng ngày phẻm một ngày đập ế dương tinh tắc nó bốn sao môi ok sao môi chân dương trong tinh chương trang tên như mũi để con ai nhầm ăn hay ai nhầm ăn thằng ngọc nè lại trộn hay con cùng tên như mưa nhưng mà giờ chở nó nè là nhưng món cái mình món sải âm ok con cầm món anh ấy mưa tới đôi chưa thành nấu mình tên khuôn sạch cùng thông với tay nhau mình ăn đơn ăn ấy kia ok ban mà chan mũi lần thông xin cái nó
ស្គួយមែនហើយឥឡូវយើងហៅឡើងអង្គុយអត់មានឡើងអង្គុយទេអត់មានឡើងអង្គុយព្រោះតែសារមនុស្សមកច្រើនមែនទែនបានមើលឃើញនៅខាងក្រោយឲ្យដូចអត់មានកន្លែងអង្គុយហ្មងឥឡូវដាក់ដៃបាត់ជើងអង្គុយញ៉ាំហ្មងតាតោះតាអូខេហៅកន្លែងចង់មកស្ទួយហៅកន្លែងដាក់នេះមែនហៅកន្លែងដាក់មនុស្សហ្នឹងណាតាប៉ុនមនុស្សបាច់គុយក៏បានដែរប៉ុនហៅកន្លែងដាក់ហ្នឹងឥឡូវហៅកន្លែងអង្គុយបានតែខ្ញុំខ្វះអីខ្ញុំកំពុងគិតរកវិធីធ្វើម៉េចញ៉ាំនេះកើតប្រងចាប់ចេះឬក៏យកឡាវិញញ៉ាំឥឡូវធ្វើម៉េចឡើយហើយចាប់ដៃក៏មិនឡើយអេធ្វើចឹងកើតអូខេញ៉ាំមើលតុកឯងមើលតុកឯងអូខេហើយមើលតុកយើងអំទៀតបើថាសាច់ទៅខ្ញុំថាសិតឆ្អឹងរួចកំងញ៉ាំទៅហើយកុំនិយាយឈឺចាប់បានទេតែឥឡូវខ្ញុំហៅបាសែនទៅទៀតណូឆេងគាត់គាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាគាត់ឲ្យយើង3 4ដុំនេះអរគុណដល់គាត់ដែលគាត់ធ្វើបុណ្យដល់ជាមួយមនុស្សដែលគួរអណិតដូចយើងនេះអរអរអរឃើញមកនេះសេអត់ឡយអត់ឡើយWhat are you not doing? អូខេថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសុបាយមែនតើសកម្មភាពគឺមមាញឹកអូជួយចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចូលគាត់សុបាយអត់អាយាយរួមទៅសុបាយមែនតើយើងហើយអរគុណដែលបានចូលរួមបាទសុបាយមែនតើហើយឥឡូវសៀកហ្គេមអើច្រឡំសៀកហ្គេមីងក៏បានសៀក vlogger ក៏បានដែរណាអូខេគឺជា guest ទី1បាទសិនកំដំខ្ញុំមើលទៅខូចខ្ញុំអស់ហើយមានណា2 3 4 5នេះមិនយាយអត់ខ្លាយអត់ខ្លាយហ៎អត់ខ្លាយចង់និយាយថាយើងរាប់អានអញ្ចឹងណាយើង say hello ដាក់គ្នាយើងទៅក្រុមវិសាមានដែរបងអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសិសាច្រើនសិសាច្រើនអូអាយកូនយាយអាយរៀននិយាយហ្នឹងហើយចប់តែហ្នឹងហើយគាត់គឺជា YouTube អេ vlogger ទី1ដែលយើង goodbye មុនគេអូខេអូខេអរគុណតាមណែនេះយើងអរគុណហើយអរគុណទៀតសម្រាប់ការបាទអ្នកអរគុណចូលរួមទេកម្មវិធីនឹងត្រូវបានកាត់ឡើងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយយើងក៏ជឿជាក់ថាកម្មវិធីបាននឹងកាត់ឡើងលើក្រោយតទៀតអូខេ See you guys in the next event អូខេ Bye bye ហើយញ៉ាំទៅក្រៅមួយថ្ងៃទៅវិញហ៎អរេខ្ញុំញ៉ាំឲ្យជុំនេះហ៎គេនៅញ៉ាំឲ្យជុំនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំគាត់ចង់មកសួរថាថ្ងៃនេះសុបាយអត់សបាយមហាសបាយមហាសបាយមហាសបាយហើយសបាយមកខ្ញុំក៏សបាយដែរអូខេបងឯងអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងមែនបាទអូខេសបាយអរគុណតើរៀបចំហ្នឹងគឺមិនមែន fan meeting ទេចង់ឲ្យអ្នកដែលមើលយើងទាំងអស់ឲ្យជាមួយ creator មកជុំគ្នាព្រោះយើងអត់ដែរមានកម្មវិធីចង់ពីមុនមកឯងដោយសារតែតាមពិតចង់ធ្វើដូច Bitcoin តែដោយសារអត់លុយតែជួលហោជួលអីអញ្ចឹងចាំមានហោ sponsor ដែលគាត់អាចផ្ដល់កន្លែងផ្អល់មកហូបអត់ពួកយើងមកលេងសបាយជុំគ្នាអរេតែប៉ុណ្្នឹងសបាយពេកទេយ៉ាលើពីសុបាយណាអត់ញ៉ាំបាយតែអត់មានរឿងអស់កន្លងមកសុបាយបាទសបោសេសាសបោសេសាណាអូខេអរគុណ bro អរគុណ bro បាទហើយមានរង្វាន់មានអីបងអូខេខ្ញុំគាំទ្រយ៉ាអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះសុបាយមែនតើអរគុណច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយសុបាយហើយសង្ឃឹមថានៅតែបន្តការធ្វើវីដេអូទៀតហ្នឹងហើយកុំបោះបង់ចោលព្រោះបើយើងឆ្លាញ់យើងធ្វើវាយ៉ាដូចខ្ញុំដំបូងអត់មានអ្នកគេស្គាល់ដែរបងគេស្គាល់3ឆ្នាំ4ឆ្នាំដែរណាយ៉ាស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាអរគុណ bro សិតបោះស្អាតចឹងអត់អូយ vlog យើងបានចប់សំណឹងហើយហើយចុងមកនោះគឺយើងគ្រាន់តែបានញ៉ាំអីជុំគ្នាជាមួយនឹង YouTuber ផ្សេងផ្សេងទៀតតមកក៏យើងបានចែកជើងគ្នាទៅផ្ទះអស់ទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងចង់អរគុណទៅដល់ហាង Low Chantin ដែលគាត់បានផ្ដល់មហូបអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខំខំ Yes see you guys in the next video peace